Xin chào tất cả mọi người, hiện giờ mình đang có mặt tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Và đây chính là toàn cảnh nhà thờ nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu bên trong cũng như bên ngoài. Và đây chính là tòa thánh Giuse Công Nhân. Tòa bên cạnh, bên phía nam, bên trong nhà thờ. Và mình sẽ tiến vào khu vực phòng áo và xuống phía tầng trệt để cập nhật mới nhất phía trên và phía dưới nhà thờ cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan. Và đây chính là khu vực phòng áo của nhà thờ chính tòa giáo phận. Bên trong khu vực này thì có cái hộp ổ điện cũng như cầu thang đi xuống tầng trệt tầng hầm của nhà thờ chính tòa giáo phận. Và đây chính là bên trong khu vực cung thánh bên phía may bên trong nhà thờ. Thì các giàn giáo này đang lắp dựng và bắt đầu hoàn thiện cái phần cửa võng của nhà thờ ở trên gian chính khu vực làm lễ của quý cha, quý đức cha. Còn ở bên phía may bên trong nhà thờ thì có tòa thánh Đa Minh, quan thầy đệ nhị của giáo phận Bùi Chu, ở đệ nhất là ở Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại đền thánh Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai. Và bên trong nhà thờ thì như các video trước thì các tường của nhà thờ cũng đã được sơn. Và khu vực gian cung thánh, ba tòa chính của nhà thờ đang được chạm trổ hoa văn và chuẩn bị cho phần nắp xứng. Và bây giờ mình sẽ tiến xuống phía bên dưới ở tầng trên tầng hầm của nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu để cập nhật mới nhất cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan. Và đây chính là cầu thang đi bên dưới. Ở các phần video trước thì không có, và hôm nay mình sẽ cập nhật mới nhất ở phía bên dưới và toàn phần nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu cho tất cả mọi người đã đăng ký cũng như không đăng ký được biết về công trình nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu đang mỗi ngày được hoàn thiện. Và phía dưới tầng trệt thì cũng đã nát nền và cũng giải bạt để cho nền được sạch hơn. Và đây chính là bên trong tầng trệt, đây, khu vực cửa này. Và tiến vào phía bên trong là khu vực ở nhà vệ sinh, các bồn rửa tay cũng như các sinh hoạt khác trong khu vực nhà vệ sinh này. Cái đường ống này đã được nắp và chỉ còn những cái bồn cầu và những cái bồn rửa tay. Và toàn bộ tường đã được ốp đá này. Cái tường nhà thờ này rất là đẹp. Và phía bên ngoài thì chính là dòng Đa Minh. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật mới nhất về các công trình tiếp theo ở bên dưới tầng trệt tầng hầm của nhà thờ chính tòa. Và phía bên dưới khu vực tiếp theo là nhà nguyện ở dưới tầng trệt của nhà thờ. Ở dưới tầng trệt thì có nhà nguyện sau này sẽ lắp tòa tại khu vực này. Và đây có một bàn lễ bằng đá này và bàn đọc sách thánh. Khu vực tầng trệt ở phía dưới đầu nhà thờ là nơi cầu nguyện cũng như là nơi an táng tất cả các đức cha, giám mục giáo phận đã coi sóc giáo phận và sẽ được an nghỉ ở dưới tầng trệt. Ở nơi đây có các phần mộ của các giám mục giáo phận. Và theo như mình biết thì các giám mục sẽ được ở chôn phía dưới nhà thờ, còn các cha họ sẽ được an táng ở bên ngoài sân khuôn viên của nhà thờ chính tòa cũng như ở các nhà thờ. Và đây là mộ của đức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiếm, giám mục giáo phận. Ngài sinh tại giáo xứ Nam Phương năm 1913. Và là đức giám mục cố
Và bây giờ giám mục tiền nhiệm là giám mục Thomas Vũ Đình Hiếu, giám mục giáo phận Bùi Chu hiện nay. Và toàn bộ dưới tầng trệt của nhà thờ cũng đã được ốp đán, tường của nhà thờ cũng như nền. Và đây chính là khu vực phía bên ngoài, bên phía nam của nhà thờ chính tòa giáo phận. Và đây chính là ngôi nhà trung tâm mục vụ, nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Và phía tầng trệt thì còn mỗi phần sơn trần nữa thì đã xong. Và bên dưới ở khu vực ở khán đài lễ đài của nhà thờ bên trong thì có các ô nhà mới nữa. Và phía dưới này có bàn lễ bằng đá này, cũng như bàn đọc sách thánh phục vụ cho thánh lễ cầu nguyện phía dưới, nơi an nghỉ của các giám mục. Này, bàn đá này đã được bọc lại. Và phía dưới tạm thời chưa nắp điện nên rất là tối. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật mới nhất ở các phần tiếp theo cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan toàn bộ nhà thờ chính tòa giáo phận. Và đây chính là cầu thang đi lên phía bên trên ở khu vực ở phòng áo cũng như ở gian cung thánh của nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Phía bên trên này, phía bên trên rất là sáng sủa do có nhiều cửa sổ thông thoáng. Ở phía bên dưới tầng trệt thì các cửa đã được đóng lại cũng như bên dưới rất là ít cửa. Bên trên nhà thờ các công trình đang được cấp rút hoàn thành để chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành cũng như để phục vụ các thánh lễ. Và hiện tại thì giáo dân nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu đang sinh hoạt cũng như cầu nguyện và các thánh lễ ở bên dưới nhà thờ tạm, ở cạnh hồ kỳ đài, ở núi đá của nhà thờ chính tòa giáo phận. Và sau khi nhà thờ chính tòa được hoàn thành thì ngôi nhà thờ tạm của nhà thờ chính tòa cũng sẽ được hạ giải để phục vụ cho các phần tiếp theo của nhà thờ, các công trình mới. Và đây là các cửa của nhà thờ. Trên các cửa đều có các hình ảnh về các thánh cũng như thiên thần ở Đức Mẹ và các hoạt cảnh về công giáo. Và mọi người nhớ đăng ký và nhấn thông báo để đón xem video tiếp theo. Xin chào.